Dừng ngay thói quen này nếu anh em không muốn phế đi một vị tướng hot. Gần đây nhiều anh em thắc mắc phiên bản hiện tại có nên lên gươm hiền chết cho Skirt hay không. Tiên Dìa chia sẻ một chút cảm nhận sau khi test. Hiện tại nếu bạn lên gươm sẽ có hai hướng đi. Thứ nhất, nếu đánh chấp nhoáng, gươm thực sự hiệu quả không cao, ta nên lên đồ khác. Thứ hai, nếu gặp đội hình kẻ địch dạng băng xả, chơi lâu, đấm nhây, gươm hiền chết hoàn toàn có thể lên và phát huy hiệu quả. Bản thân TNG đã test và cảm thấy điều đó giúp Skirt tối ưu sức mạnh rất lâu cho tranh. Và thứ ba, nếu bạn không lên gươm hiền chết vẫn ok nhá, không hề yếu đi đâu. Và chúng ta sẽ lên trang bị tanh, làm máu vẫn giúp Skirt cứng và khỏe cho tranh. Các bạn có thể cầm đi solo và đi rừng đều khỏe. Và đó là ba hướng sử dụng gươm và không dùng, gợi ý cho anh em reo đánh cực phê nhá. Và theo anh em, Skirt có nên lên gươm hay không? Hãy comment ngay dưới video nhé. Lên nhiều Agrek nữa đi em ơi. Một củ có gì? TNG Shop.vn, một củ có, nhưng mà Ag giá rẻ, skin cũng chẳng kém. Rubo Ichigo, Lily, tiểu thơ anh đào, Laurel, thánh quang sứ, toàn 2S cho anh em cả nhá. Lên TNG Shop.vn đi nào. Hôm trước lướt TikTok thấy có thằng mạo danh TNG đăng sự kiện nhận quà liên quân. Trời ơi, anh em hãy cảnh giác lên. Làm gì có chuyện nhận skin 2S, 3S nó thơm như thế. Không có git code hay là cái gì free đâu. Đặc biệt là trên TikTok ấy, bọn nó chạy quảng cáo đây này. Thấy chưa, ở trên fanpage trải game TNG còn rất là nhiều anh em báo là có nhiều thằng giả mạo S kia, nó chạy là nhận skin kia S ơi. TNG nói thật là TNG chỉ biết cảnh báo và nói với anh em rồi. Không có gì ngon ăn như vậy đâu. Chỉ có xít chim từ trên trời rơi xuống nó mới free thôi anh em ạ. Ok chứ ạ. Trời ơi thơm nhở. Ui ui đau thế nhở. Anh Grac. Anh Grac kéo thế này chí mạng quá anh em ạ. Tôi tính là cân 3 rồi đó. Và TNG cùng anh em test cái lối trang bị của Skirt trong trận đấu này nhá. Cái lối trang bị này TNG sẽ test là lên gươm hiền chết, Skirt nó đấm ghê gớm ra sao ha. Và TNG cảm ơn anh em đã feedback, những feedback quá tuyệt vời luôn. Mấy hôm nay thì chắc là các bạn nghỉ hè rồi đúng không? Nhưng mà ông nào mà đi làm ấy, đi làm nhá, thì chắc chắn chúng ta lại phải tiếp tục những ngày tháng rong ruổi trong công cuộc mưu sinh rồi. Nhưng không sao, yên tâm đi, vẫn có TNG luôn đồng hành của anh em hàng ngày, từ sáng tới chiều tối, ok chưa? Vui nhất là chắc chắn là anh em đã thi xong. Còn ông nào mà chuẩn bị thi hay là vừa thi xong hay là chưa biết điểm ấy, chắc bây giờ cũng đang rất là lo lắng đúng không? Hey Joe anh Rat, nói thật với anh em là khi đối đầu với những vị tướng sốc đam ấy, cầm Skirt nó thuộc dạng kiểu là tự tin, mày đấm tao đi, anh em hiểu không? Nhưng mà mình lại không hề hấn gì, thế mới vui chứ. Cái trận đấu này là TNG hơi toxic một tí, TNG phải cảnh báo anh em trước. Cái ông vai ô ấy suốt ngày kêu lag mà đến lúc ăn mạng ấy thì chẳng thấy lag đâu. Đây anh em biết không, nó chat là khi nào cũng bảo là lag này lag nọ đúng không, nhưng mà đến lúc người ta chuẩn bị chén mạng ấy thì tôi không thấy lag thế nào luôn ấy, dị ghê ha. Dạo này trở lại thấy kênh của S phát triển quá, đầy đủ thông tin và kinh nghiệm hơn cả hồi trước rồi. Chắc chắn rồi, người ta có câu là gừng càng già càng cay mà đúng không ạ. Mình đánh càng nhiều thì càng phải rút kinh nghiệm, mà rút kinh nghiệm thì nó phải chắc chắn hay hơn trước rồi. Nên anh em cứ yên tâm nhá. Giờ là phải thay đổi từng ngày từng giờ. Bây giờ ấy là thích kiểu là sát sao và trao đổi với anh em hơn, chứ không có chuyện là làm cái hướng dẫn này hướng dẫn nọ đâu. Bây giờ là gợi ý và truyền cảm hứng, anh em nhớ nhá. Aoi full dam Velet nên làm gì để bắt xạ thủ kẻ địch? Chị em thấy Giao Tranh Tổng yếu quá, lao vào là lên bảng điểm số luôn. Đơn giản thôi, lên nhiều đam, lao vào sử dụng chiêu cuối hướng tốt, chắc chắn lên bảng ngay. Vậy phải làm gì? Đừng dại lao vào trước anh em. Hãy để những đồng đội của chúng ta, những vị tướng, ví dụ trận đấu này nhá, hãy để những Malok, để những Chauna nó băng xả trước. Hãy để những cái con như kiểu là con Vio, con Natalia cấu đỉa trước. Và khi kẻ địch đã lộ tầm nhìn, đúng không ạ? Đó là thời điểm chúng ta lao vào. Nhớ nhá, phải đợi thời điểm đúng lúc để chúng ta thể lao vào và hạ gục ngay kẻ địch. Ôi anh Flo, anh không muốn à? Tự dưng lại gặp anh Flo nháy một quả đèn xong thì tự dưng lại không thấy làm cái gì luôn. Không biết phải anh ấy bị lag không nhỉ anh em? Có vẻ trận đấu này lại dễ dàng rồi đấy. Ôi anh Rat, TNG thấy thằng Rat đã sử dụng xong kỹ năng và tới lúc chúng ta cả Edmark đó. Anh em đánh Tara hay là Skirt ấy, điểm lợi của anh em là gì? Tara là các bạn thâm máu, các bạn có đam đúng không? Hay là đam rỉa theo thời gian cũng tạm tạm. Nhưng mà con Skirt này á, lượng đam của nó không phải là dạng vừa nha anh em nhá. Đây, khống chế nè. Hook khống chế, đấm. Ôi. Anh Zuka ấy,
sai lầm của nó là tung hết các kỹ năng 1 và 2 rồi, lại còn đối đầu với một Skirt đấm quả nào sôi máu quả đó ấy, làm sao chịu nổi nhiệt đấy. Ryoma luyện kim ổn không Ed ơi, em cảm ơn. Theo TNG nhá, Ryoma cầm ma chú hoặc là du hiệp là nó quá ổn rồi. Còn về vấn đề luyện kim ấy, ok, phù hiệu luyện kim là một cái phù hiệu có thể gia tăng cái lượng vàng tốt cho anh em, nhưng nó không phải là bù một phát là anh em được 500-600 vàng luôn đâu. Nó phải từ từ, chậm rãi. Nó sẽ hợp với các vị tướng kiểu như là xạ thủ hay là những vị tướng cần đồ từ từ để mà kéo lết. Xạ thủ như là kiểu bọn là Joker và rất là nhiều vị tướng xạ thủ khác, vị kiểu bọn Zone cũng được đi đấy. Còn với những vị tướng như Ryoma ấy, chúng ta phải bùng nổ sớm. Bùng nổ sớm làm sao dùng luyện kim tốt được, đúng không ạ? Hãy sử dụng luyện kim cho vị tướng kiểu Ari, những vị tướng kiểu xạ thủ. Còn Ryoma chúng ta ấy là ma chú hoặc là du hiệp nhé. Đương nhiên là khi bạn cầm du hiệp thì cái lối trang bị semi để có thể gọi là gây khó chịu và băng xả, tránh bị sốc đam ấy, nó sẽ tối ưu hơn cái lối trang bị full đam nhiều. Ôi, ok nhá, anh Natalia đâu cảm hứng để mà giúp em như thế này thì em cũng chén luôn thôi. cái điểm lợi của con Skirt này ấy, đó chính là chiêu 1 nhưng mà trúng lính quái tướng ấy sẽ được gia tăng rất là nhiều cái lượng sát thương để đấm thường vào chiêu 2. Nên chúng ta phải tận dụng nha anh em nhá. Và khi bạn đi sâu đường ấy, nâng trước chiêu 1 sẽ giúp anh em thể farm lẹ hơn, gia tăng thêm lượng sát thương lớn mà anh em, từ cả cái đấm nội tại rất là tuyệt vời luôn. Skirt với TNG ấy, cứ ưu tiên đó chính là nhiều máu nha anh em nhá. Cứ nhiều máu cho nó đập đau thôi. Nhưng mà quan trọng cái đồ để mà gọi là đồ thủ ấy, có phải nhìn xem là cái địch có gì. Ví dụ sát thủ cái địch căng quá đúng không, mà phép cái địch cũng chưa căng, thì chúng ta hoàn toàn để ưu tiên trang bị kia trước. Trận đấu này là TNG lên xong giáp Gaia này, không sợ cấu rỉa luôn các bạn ạ. Ed cho em hỏi là Van Hên tốc đánh chí mạng hay là lên full công vật lý hả Ed ơi? TNG đánh Van ấy thì vẫn ưu tiên là tốc đánh chí mạng, còn anh em thì sao? Với TNG thì con Van nó chỉ cần gây sát thương thời gian tốt thôi anh em ạ. Múa các bạn ơi, múa không? Ôi trời ơi, anh LV8 định múa em cấp độ 11 á. Ừ thì cũng đau đấy, ừ thì cũng đau đấy, nhưng mà đam của em nó đau hơn. Ai chả biết là con Flaw khắc chế mình hả anh em, nhưng mà khổ quá, lượng vàng thì nó bị chênh mất rồi, bị ao tiền mất rồi, thì lúc đấy không có gì gọi là kèo trên hay kèo dưới các bạn, mà người ta gọi là kèo tiền nha anh em nhá. Nhiều anh em bị hiểu lầm là về vấn đề khắc chế. Khắc chế nó chỉ đúng ở cái vấn đề là bằng hoặc là không quá nhiều tiền thôi anh em nhá. Chứ các bạn mà để bị vượt quá tiền thì không có chuyện khắc chế gì ở đây hết. Lúc đấy là mày nhiều tiền, mày auto đúng. Anh em ok chưa? Đó là lý do vì sao mà nhiều anh em lịch trình đó thường hay cầm một số vị tướng vui vui để mà đánh ở mấy cái bờ rank thấp thấp một tí, đi một cái số vị trí nó dị một chút đúng không ạ, mà vẫn siêu mạnh. Đó là lý do vì sao anh em. Đó là lịch trình mà lại còn cầm tướng này, mà lại còn hơn vàng ấy, thì chơi tướng gì nó chả như vậy hả anh em, chả mạnh, chả bao phê. Cầm Skirt các bạn thì cầm đi sừng nè hoặc đi top nhá đều ok. Quan trọng là đồng đội nó phải có thêm một chút đam. Đương nhiên là Skirt có đam, nhưng mà chúng ta phải có thêm đam để mà đánh dễ cơ. Chứ đồng đội mà ít đam, mình lại là dạng cận chiến, đánh nóng thôn lắm anh em. Đam thì có đấy, nhưng mà nếu có đồng đội phụ thêm thì đấm một quả ăn mạng luôn, không sướng hơn à đúng không? Ví dụ đây. Em vừa mất ạc, tạo ạc mới, reo từ đầu. Ad cho em hỏi là chơi Greenock mà bị kéo lết phải làm sao? Tầm lết ấy thì chúng ta chỉ cần đổi mạng với chủ được cái địch thôi anh em ạ. Mà đồng đội không chơi được nữa thì chịu thôi, biết làm sao được. Bởi vì đây là game 50-50 anh em ạ, đôi khi chúng ta xanh quá không làm gì được. Còn nếu các bạn bảo là lết phải làm sao thì chẳng lẽ chúng ta lại phải chơi bị tướng lết đúng không ạ? Thực ra thì cũng có lý đấy. Nhưng mà nếu bạn muốn lan cầu ấy thì phải tập chơi với vị tướng đánh nhanh thắng nhanh thì nó sẽ tốt. Còn nếu mà các bạn cảm giác là đánh mấy cái anh tinh anh, kim cương bọn nó kéo lết thôi, ok, hãy lựa chọn con rừng lết. Ví dụ nhà con ngộ khỉ chẳng hạn đúng không ạ? Nó sẽ làm được nhiều điều hơn so với Greenock ở dạng cuối game. Ít ra là bắt chủ lực địch và có thể thoát ra dễ dàng hơn. Ok chưa? Hy vọng là những gợi ý đó sẽ giúp anh em có thêm một chút ý tưởng để mà reo rank. Biết đâu được những gợi ý đó mà TNG vừa truyền cảm hứng cho anh em lại cảm thấy hứng thú, anh em lại cảm thấy hợp đúng không ạ? Thế thì lại phải thử ngay. Bởi vì tất cả những gợi ý cho gợi ý ấy, tức là TNG nói với anh em ấy, nó chỉ là hiện tại nha, khi mà nói xong ấy nó chỉ là lý thuyết. Còn khi mà các bạn đã áp dụng và thực hành và feedback cho TNG ấy, đấy, đó mới là trực quan nhá. Một đấm vẫn phê các bạn ơi, bắn tôi đi nè, bắn đi, bắn đi. Ê, bắn đi. Ui chưa thấm theo ơi, chưa thấm. Bằng đấy chưa thấm các bạn ạ.
Ad ơi, Vio cầm luyện kim thì nên mang thợ săn hay là we have? À, xem nào, nên cầm cái gì được nhỉ? Nếu mà là TNG ấy, TNG thì cầm we have để mà farm cho nó lẹ nhanh, dọa lính cho nó dễ sàng. Còn anh em thì sao? Thợ săn có phải là cái tăng số 6 kia không nhỉ, phải không nhỉ? Dừng lại quên bén mất anh em ạ. We have thì tôi nhớ rồi đấy. Tăng 6 điểm để mà tăng công lý và phép đấy, phải không? Nếu không nhầm như thế. Còn nếu nhầm thì anh em bổ sung lại nhá. Chứ bây giờ lười mở game để mà check cho anh em quá. TNG vẫn thích cầm VR hơn anh em ạ. Bởi vì cái gì nhanh gọn là mình thích cái đấy à. Bởi vì farm xong nhanh gọn mình còn đào qua mít để làm tí kinh tế chứ. Ok nhá. Đây, TNG đã lên xong gươm hiền chiết nè. Bây giờ là đến lúc test cho anh em rồi nhé. Để xem là gươm hiền chiết đấu ở một cái trận đấu có thể đánh nhây được như vậy ấy, thì hiệu quả ra sao nhá anh em nhá. Tức là TNG đã lựa chọn lên trong một trận đấu là có thể đánh nhây ở giao tranh được với bọn Flaw, bọn Grack với mấy vị tướng khác. Chào Ad, cho em hỏi là Zone à, theo có nên lên thương xuyên phá không? Lên được em ơi, lên được nhá. Nhưng mà xanh thì mình mới lên, đặc biệt là con Zone. Còn con theo thì nói thật là TNG ít khi lên thương xuyên phá, cũng chưa test. Nên độ hiệu quả tầm nào thì TNG chưa biết, nhưng mà lên thì vẫn lên được anh em nhá. Nó không gặp về vấn đề là sai hay là gì đấy, mà quan trọng là trận đấu đấy có hiệu quả hay không. Ví dụ gặp cái địch gọi là gì nhỉ, tức là bạn không quá xanh nhá, mà cái địch lại rất trâu, thì bạn phải có kiếm phân nhiều diệt cung đúng không? Thì lúc đó thương phá thì không lên cũng chẳng sao. Nhưng mà ví dụ bạn cầm thằng Zone mà bạn sấy mạnh quá đúng không, bạn xanh quá, thì cầm lên quả thương phá bạn sấy càng bố đời hơn đúng không? Nhưng mà nếu càng bị kéo về sau ấy, thì TNG nghĩ rằng mình có thể là thay trang bị khác bằng diệt thân cung hoặc là bằng Mura. Ok chưa? Gợi ý đầy đủ nhá, nó không có sai. Quan trọng là nó có hợp ở cái trận đấu đó của anh em hay không. Anh em thấy cái pha vừa rồi không ạ? Có nhây đúng không? Có nảy được 8 số đúng không? Tức là tùy trận nhá. Và ở đầu clip TNG nói rồi, nếu mà đánh nhây được, đánh kích được ấy, thì các bạn cầm gươm mình chết chẳng sao. Nhưng mà kiểu đánh chấp nhoáng ấy, thì chúng ta không nên lên gươm mình chết, mà nên thay bằng trang bị khác. Ok, end game thôi. Và đó chính là Skirt.